Chào cả nhà, mình tiếp tục cái series sửa đề tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 môn tiếng Anh ha. Rồi, đề thi lần này nó cho cái social networking sites, mạng xã hội đó, chẳng hạn như là Facebook hay LinkedIn đó, ví dụ vậy. Ok, thì thật ra nếu mà bạn nào nghiên cứu á, thì mình cũng thấy là có một số cái bài đăng ở trên Facebook thì cũng đã tìm ra được cái cuốn sách mà nó làm cái bài này rồi. Đó là cái English Unlimited Advanced. Đấy. Thì dựa vào cái bài đọc này thì các bạn sẽ làm được khoảng 3, 4 trên 5 cái câu trắc nghiệm ở trong đây. Rồi, biết đáp án là một chuyện ha. Mình làm cái video ngày hôm nay, mấy cái video này là để có nghĩa là gửi gắm đến các bạn một số cái cấu trúc cũng như là từ vựng mà nó xuất hiện ở trong đây. Mình có thể học thêm. Ok, bắt đầu thôi. Mình có gì đây? Social networking sites are now estimated. À, đây là cái là người ta là ước lượng đó. To have over 700 million users worldwide. Worldwide. Alright. As users can create their own profiles, you might expect them to portray themselves in the best possible light. Right. Ở đây mình có một cụm khá là hay ha. Có nghĩa là in the best light. Mình chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi đó. Này thì mình thấy là trong Oxford với lại Cambridge thì không có, này trong Merriam-Webster thì đây. In the best light, in a way that makes someone or something appear in the best way. Đấy, theo một cái cách mà làm cho ai đó hoặc cái gì đó ha xuất hiện một cái cách là gọi là tuyệt vời nhất, hiểu đơn giản là đẹp nhất. She tried to explain her behavior in the best light possible. Again. Ok, nói chung là làm cho cái gì đó ha, ai đó xuất hiện một cái vẻ là tuyệt vời nhất. Đấy có là có thể tự tạo ha cái profile cho mình. Cái profile là gì nhỉ? Đây là cái kiểu như một cái dạng trang cá nhân đúng không? Dạng trang cá nhân, cái thông tin riêng của mình đó, mình tự tạo được rồi. Nên là sao? When putting up a profile, khi mà đưa một cái trang cá nhân của mình lên thì ở đây á, đáp án đầu tiên là đáp án là của C ha. Còn cái chữ controversial ở đây có nghĩa là đối lập đó, mâu thuẫn đó. Còn cái chữ đáp án của mình sẽ là của C, reasonable, hợp lý thôi. Hợp lý là hợp lý cái gì? Hợp lý cái việc đó là họ sẽ đưa những cái hình ảnh mà gọi là đẹp nhất, được chưa? Choose sophisticated and discerning interests. Ở đây mình có một cái chữ khá là hay, đó là chữ sophisticated, có nghĩa là phức tạp. Rồi, đây là cái cơ hội để mình có một số chữ cho các bạn. Sophisticated, đúng không? Đó, là phức tạp á. Phức tạp thì mình còn một chữ gì nữa? Complicated, đúng không? Rồi complex, đúng không? Rồi gì nữa? Rồi intricate. Đấy, được chưa? Phức tạp. Một cái chữ gần hơn nữa là các bạn biết rồi, khó khăn đó. Deep gì? Difficult, đúng không? Đó. Rồi ha, phức tạp. Ok. And discerning interests. Các bạn nào thắc mắc discerning là gì không? Nói chung một lần nữa nha, nói chung đáp án thì các bạn thừa biết rồi, nhưng mà bây giờ quan trọng là mình rút kinh nghiệm từ trong cái bài đọc ra, mình học thêm. Mục đích mình làm video là vậy. Rồi, cùng nhau chia sẻ kiến thức. Rồi, discerning. Nhận thấy rõ, sáng suốt, rõ ràng. Rồi. Interests, ha, cái mối quan tâm, cái sở thích của mình. And carefully express their thoughts to appear more intelligent than in real life. Và ha, một cách cẩn thận thể hiện những cái suy nghĩ của mình trông nó thông minh hơn so với ngoài đời thật. Đấy, nghe như sống ảo ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với cái đáp án tại sao rồi là reasonable. Ở đây là vấn đề đọc hiểu các bạn. Có nghĩa là mình có quyền tự tạo cái trang cá nhân của mình. Vậy rằng là quá hợp lý trong cái việc là mình đưa những gì tốt nhất của mình lên thôi. Tại sao mình chọn đáp án là hợp lý, là reasonable, chứ không phải là controversial ha. Mình coi cái pronunciation này một xíu. Các bạn là controversial hay là controversial? I'm shy nha. Controversial. Controversial. Giống như commercial vậy hả? Đúng rồi. Controversial. Đấy. Đấy. Mâu thuẫn ha. Mâu thuẫn. Causing a lot of angry public discussion and disagreement. Đấy.
Ok. Tiếp. Rồi. According to câu 27 đề đó ha, này liên từ khá là quen thuộc trong cái các đề như thế này. To a recent study conducted, rút gọn mình đề quan hệ dạng bị động, which is or which was này, trong quá khứ là hợp lý, được thực hiện đó theo một cái nghiên cứu gần đây được thực hiện ha. Đó, người ta đi hỏi hai người ta nghiên cứu trên 250 người sử dụng ha, Facebook. This is not the case. Đó, ăn tiền là chỉ not này các bạn. Nhưng sự thật nó không phải là như vậy. Vì nó có sự tương phản ở đây. Contrast, sự tương phản. Vậy đó, tại sao lúc này đáp án mạnh dạn chọn câu A. Right. Far from being idealized, lý tưởng hóa các bạn. Ideal, lý tưởng ha. Versions of themselves, cái phiên bản của bản thân họ. Far from, có nghĩa different from, nó khác xa so với. Mình hay nói vậy á. Most users' profiles are closely to what they are really like. Thì ở trong cái cuốn sách á, ha, nó không có cho mình cái giới thiệu to này đâu, mà nó là close. Mà các bạn cùng xem nè, mình nhớ là cho dùng chữ reflect. Đây, most user profiles reflect their true personalities. Đó, đó là người ta gọi là phản ánh á, nó thể hiện ha, cái gọi là cái tính cách thật của họ. Còn ở đây thì quan trọng là nó biến cái chữ reflect thành một cái cụm nào đó mà nó dùng trạng từ closely và quan trọng là giới từ to. Vậy ở đây chúng ta có conform, comply, follow và abide. Tính ra cái câu này là cái câu đục lỗ khó nhất. Mình phải nói là cái câu khó nhất tại vì các bạn phải đầu tiên viết nghĩa trước. Rồi sau đó hoặc là học thuộc cũng được. Học thuộc là động từ nào đi với giới từ gì các bạn cũng được. Thì ở đây á, theo như mình học á, là comply thì nó sẽ đi với with, là tuân thủ. Follow thì không cần đi với giới từ. Đó. Còn abide hả? Do đi. Mất mát gì đâu nè, đúng không? Abide. Rồi. Abide. To dislike somebody something so much that you hate having to be with or deal with them. Thú vị nha. Cannot, could not abide somebody something. Không thích ai nhiều đến nỗi mà mình không muốn ở cùng người ta ha, hoặc là giải quyết những vấn đề liên quan đến họ. Bear stand, can bear, can stand, không chịu đựng được các bạn. My phrase word liên quan là bye bye này. Thì mình nhớ hồi đó Twig nó có đề cập này, một nguyên chữ đầu tiên của cuốn Baron đó các bạn. Rồi to accept and act accordingly to a law and agreement đó. Thì abide thì nó phải đi với giới từ by. Nếu mà chúng ta nói về phrase word ha. Và ở đây vì khá là thú vị chọn được câu A. Hay đấy. Đúng. Nãy là mình có nghiên cứu trước, phải khai thật với các bạn là như vậy. Rồi conform. Thì đây nó sẽ không ở nghĩa số 1 đâu, mà nó sẽ nghĩa số 2. À nhầm, sorry. Số 3. Khớp với. Để cho nó khớp với. To agree with or match something. Conform to something. Is it not conform to the usual stereotype of an industrial city? Khớp với, phù hợp với. Dịch từ khớp với là hợp lý nhất. Thì cái trang cá nhân của hầu hết những người sử dụng ha, thì nó lại giống. Mình hiểu đơn giản là giống đi. Giống bản chất thật của họ. Mình dặn nhanh cái này kìa các bạn. They really like. Ở đây có một cái cụm khá là hay, mình dặn các bạn xíu. Sau một ngày nào đó mình làm một full một cái bài liên quan chữ like ha, nhưng hôm nay mình chỉ dừng tới đây thôi. Khi mà các bạn hỏi á, what is somebody like á, ha, không phải các bạn đang hỏi về preference, không phải hỏi về sở thích, mà các bạn đang hỏi về quality, hỏi về phẩm chất, thấy chưa? Chẳng hạn như là mình nói về kind nè, tốt bụng, hoặc là trái nghĩa đi, cruel nè, thấy chưa? Độc ác, thấy chưa? Hoặc là caring, hoặc là thoughtful, đúng không? Đó, những cái mà thuộc về phẩm chất để cho nó nằm ở bên trong. Đấy. Chẳng hạn như các bạn hỏi là what is Mr. John like? Là ông John là một người như thế nào á? Mình có thể trả lời he is kind, ông ấy là một người tốt bụng. Chứ mình không được nói là he is tall là sai à. Nếu mà he is tall là mình đang nói appearance, thì lúc đó mình sẽ có một cấu trúc khác là what
does somebody look like? Rồi hôm nay tới đây thôi ha. Hôm sau một sẽ phải là một bài lớn hơn. Mình sẽ nói appearance đó. Nói về cái dáng vẻ bề ngoài. Cái tall nè, short nè, đó, được chưa? Thậm chí là fat nè, thin nè. Và một chữ mình thấy rất là thích là chữ slender. Đó. Đó. Kiểu như ốm nhưng mà đẹp á. Ốm mà đẹp. Mình có tiếng Việt nói gì ha? Slender. Đấy, thon, mảnh khảnh đó. Mình khá thích chữ slender. Ok. Đừng nói chung đừng có dùng chữ thin. Thin là thành ra là ốm. Ốm kiểu ốm ho gì gò. Ốm ho gì gò còn cái chữ tệ hơn nữa, chữ skinny. Đấy. À, nói chung là có một số bạn thì chắc là thấy cái video này của mình hơi lan man. Thì thật sự là đáp án nó có sẵn hết rồi. À, lên mà đẩy đáp án cho các bạn thôi thì các bạn lên mạng kiếm đầy. À, đây là làm video này thì một phần nào đó là gửi gắm thêm cho các bạn ha, một số từ vựng để mình biết mình sử dụng. Đấy. Rồi, and show their true personalities, right, including their both psychological weaknesses, là cái điểm yếu ha về mặt tâm lý, and natural physical flaws. Đây cũng là một dạng điểm yếu, khuyết điểm, được chưa? À, đây cũng là một cái cơ hội để mình chỉ các bạn cái này. Điểm yếu đúng không? Điểm yếu này mình vừa mới thấy là cái chữ gì? Weakness, đúng không? Đó, rồi nó có chữ flaw. Trải nghiệm của flaw hay lắm các bạn, tính từ của nó đó. Có là không tì vết, mình sẽ gọi là flawless. À, có bạn nào coi Phineas and Ferb không? Có một cái bài hát là Flawless Girl đó. Rồi, tiếp nha. Mình sẽ có short coming nè. Yeah. Mình sẽ có drawback nè. À, những cái điểm yếu. À, nhắc tới điểm yếu, điểm bất lợi. Disadvantage. Đấy. À, mấy cái chữ liên quan tới điểm yếu. Rồi, tiếp. À, thật ra thì muốn đọc cũng nhanh thôi à. Nhưng mà quan trọng về phần này thì nói nhanh cái. Ở đây là one thing seems clear. Social networking sites can in no way be considered a false online world. Rồi, world là danh từ chỉ vật. Đây là cuối cùng cũng cho một câu dễ hơn đây nữa. Đây là mệnh đề quan hệ đúng không các bạn? World là vật thì sẽ which. Mà trong đây không có which thì thay thế cho which thì that thôi. À, mình dạng chọn câu B. That is idealized and removed from reality. Right. Rather, they are simply way in which people choose to interact with each other. Rồi, có nghĩa là sao? Một điều rất là rõ ràng đó là gì? Những cái trang mạng xã hội á thì nó không thể nào mà bị xem là một cái thế giới trực tuyến sai trái được. Mà bị lý tưởng hóa hoặc là bị tách ra khỏi, bị dẹp khỏi cái thực tế. Mà thay vào đó, thay vào đó đi ha. Thì chúng nó đơn thuần là một cái cách khác, được chưa? Để mà người ta có thể chọn để mà tương tác với nhau hay một cách khác. Thì đáp án mình chọn là câu B, another, một cách khác. Đó. Mình cũng có làm một cái video liên quan tới others rồi the others another rồi ha. Có gì bạn nào xem thì search trong cái series nguyên cái channel của mình, các bạn dò thêm. Ok. Rồi. Vậy thôi. Đơn giản là vậy thôi nha. Rồi ok. Hẹn gặp các bạn ở video sau ha. Chúng ta hy vọng là có cái cơ hội để bắt đầu đục vô sâu thêm cái phần đọc đoạn văn. Rồi. Đoạn văn thứ nhất khá là ngắn á. Ok. Sẽ sớm tung video ha, nói về cái đoạn văn thứ nhất này, câu 31 câu 35. All right, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.